Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả, hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2016, chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Long An gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bến Lức hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, thành phố Tân An đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Tiếp theo chương trình bạn chăn đát đài truyền thanh Tân Hưng có phóng sự tình trạng thiếu nước sạch tại xã Thạnh Hưng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 được các cơ quan đơn vị và nhân dân quyền Bến Lức hưởng ứng tích cực. Điều này đã thu hút được những kết quả khả quan về cấp nước và vệ sinh môi trường, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện cuộc sống của người dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới năm 2016, Quỹ ban nhân dân quyền chỉ đạo các ngành, địa phương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch về vệ sinh môi trường. Theo đó, ngành y tế chỉ đạo cơ sở rà soát, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Các trạm y tế dùng nông thôn đảm bảo có đủ nước sạch, tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt nông thôn, hộ gia đình và công trình vệ sinh nông thôn bên cạnh đó các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương cần tuyên truyền vận động người dân đầu tư xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tổ chức các lớp tập quấn nghiệp vụ tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế các cấp thực hiện công tác tuyên truyền về sử dụng nước sạch giữ trình vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân cho cộng đồng dân cư nông thôn Năm 2015, thành phố Tân An đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đơn giản quá 8 thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển công nghiệp và thương mại, giảm thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn 10 ngày. Đơn giản quá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp về đăng ký nuôi con theo hướng quy định rõ độ tuổi cần khám sức khỏe của trẻ được nhận làm con nuôi, nhằm thống nhất các văn bản hướng dẫn thi hành tránh chồng chéo tạo điều kiện để người dân dễ thực hiện. Năm 2015, Quỹ ban nhân dân thành phố đã tiến hành tổ chức lấy phiếu đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố. Theo đó, chỉ số rất hài lòng là 53%, hài lòng là 47%, không có phiếu không hài lòng, điều kiện tiếp đón, phục vụ và tiếp nhận xử lý thông tin phản hồi được người dân hài lòng nhất. Năm 2016, thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thiện và thực hiện nghiêm các thể chế về công khai hoạt động công vụ, quản lý hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 cho 10 đơn vị xã phường thuộc thành phố chưa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến qua mạng, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của thành phố trên trang thông tin một cửa điện tử của tỉnh Long An và nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân khi đến liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính tại Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại trạm y tế xã Long Trạch, quyền Cần Đước, bác sĩ Menis thuộc tổ chức Meritops International tại Việt Nam, gọi tắt là MSI, và Trung tâm Sức khỏe sinh sản cộng đồng phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Long An, triển khai giám sát kết quả thực hiện chương trình tăng cường tiếp cận bền dưỡng các dịch vụ kế hoạch quá gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng tại Việt Nam, giai đoạn 2015-2020 tại Là buổi làm việc thành viên của tập đoàn trực tiếp theo dõi công tác tư vấn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình của đội ngũ cán bộ y tế địa phương theo dõi thao tác kỹ thuật của kỹ thuật viên trong quá trình thực hiện đặt dụng cụ tử cung tránh thai cho chị em phụ nữ các thành viên của đoàn đã đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn trong thời gian qua cũng như các yêu cầu quy trình kỹ thuật của đội ngũ cán bộ y tế trong việc thực hiện các biện pháp tránh thai cho chị em phụ nữ chương trình hỗ trợ đặc dụng cụ tử cung phòng tránh thai do tổ chức Meritops International tại Việt Nam gọi tắt là MSI tài trợ đã có phần tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu về dân số kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam. Tại quyện Cần Đức, hàng năm có trên 3.000 lượt phụ nữ sử dụng dụng cụ tử cung được thực hiện an toàn giúp cho chị em phòng tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong một tháng trở lại đây, giá các loại rau trên địa bàn huyện Cần Duộc tăng 40% so với những tháng trước. Ông Ngô Văn Thước, ấp Phước Lý, xã Phước Lý cho biết, ngay thời điểm này, nhiều nơi chịu hạn hán và xâm nhập mặn nên diện tích năng suất giảm. Tuy nhiên, nhờ chủ động nguồn nước tưới nên năng suất rau gia đình ông trồng vẫn được đảm bảo. Hiện ông trồng 2 hecta mướp đang cho thu hoạch. Mỗi ngày ông bán cho thương đái 400-500 kg mướp. Giá mướp đang ở mức 8.000 đồng một ký, tăng 2.000 đồng một ký so với những tháng trước. Sao màu là một trong những thế mạnh về nông nghiệp của nông dân các xã dùng thượng quyền Cần Duộc để chủ động sản xuất trước tình trạng hạn xâm nhập mặn như hiện nay. Các ngành các cấp của quyền đang tập trung thực hiện các công trình thủy lợi, nạo vét các tuyến kênh nội đồng. Ngoài ra, quyền cũng được tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng các trạm bơm ở các xã chuyên canh rau màu, nhằm đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vào mùa khô. Hội thi chuyên gián phụ nữ huyện Tân Thành lần thứ hai năm 2016 có 29 thí sinh tham gia có độ tuổi từ 18 cho đến 30 đến từ các ban ngành đoàn thể của huyện và các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại dòng sơ khảo, các thí sinh thể hiện sự duyên dáng tài năng qua hai phần thi gồm biểu diễn thời trang và phần thi năng khiếu. Mở đầu dòng sơ khảo là phần thi biểu diễn thời trang với hai nội dung, trang phục áo bà ba và trang phục tự chọn. Các thí sinh có 3 phút để thể hiện cho mỗi phần thi. Đến phần thi năng khiếu thì mỗi thí sinh có 5 phút thể hiện tài năng, khả năng thuyết phục qua các tiết mục ca, múa, nhạc, hò, ngâm thơ. Sau phần thi áo dài truyền thống, ban giám khảo đã chọn ra 12 thí sinh có số điểm cao nhất để bước vào phần thi xử lý tình huống do ban giám khảo đặt ra để chọn ra thí sinh xuất sắc nhất. Thí sinh Đinh Thị Diễm Hương cho biết cảm xúc của mình khi được tham gia hội thi này. Em mong là sau này huyện mình cũng tổ chức thêm những cuộc thi giống như vậy nữa để cho các chị em phụ nữ được thể hiện tài năng với lại cái duyên dáng của phụ nữ chúng ta. Kết quả chung kết hội thi duyên dáng phụ nữ, ban giám khảo đã chọn ra được các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải. Trong đó giải nhất hội thi được trao cho thí sinh Phan Mỹ Tiên, đơn vị kho bạc nhà nước quyền Tân Thành. Giải nhì là thí sinh Dương Thị Bích Hạnh, đơn chị trường mầm non nhân hòa lập đồng giải ba thuộc về hai thí sinh nguyễn thị ngân đơn chị diện kiểm sát nhân dân quyền tân thạnh và thí sinh đặng thị thu hằng đơn chị trường tiểu học và trung học cơ sở tân bình đồng thời trao 8 giải khuyến khích và 5 giải phụ cho các thí sinh xuất sắc nhất qua các phần thi Sinh viên tình nguyện trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Quê Mỹ Thạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện trên địa bàn xã. Tham gia đợt tình nguyện này có 35 tình nguyện viên với chủ đề Tự hào tiến bước dưới cờ đảng. Chiến dịch thanh niên tình nguyện của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia các hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền pháp luật, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Với các việc làm cụ thể như tổ chức các trò chơi, đưa ra những câu hỏi gắn với tuyên truyền đạo đức lối sống và tặng quà cho các em học sinh, cùng với thanh niên các xã phát quang bụi rậm và chặt tỉa cây tại các tuyến đường giao thông tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp thăm gia tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức đêm văn nghệ phục vụ cho bà con nhằm tạo không khí vui tươi đầm ấm, tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền pháp luật cho người dân. Chiến dịch tình nguyện của sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là việc làm ý nghĩa góp phần cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân tại các vùng nông thôn. Thưa quý vị, gần 30 hộ dân sinh sống cặp tuyến kênh T35 thuộc ấp Hương Thành, xã Hương Thành, huyện Tân Hưng. Hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do không có điện nước sạch để sinh hoạt. Vì không có điện, khoảng 5 năm về trước, bà con nơi đây bỏ tiền túi hơn 40 triệu đồng để kéo đường điện chiều dài hơn 1 km từ xã Lân Cận để về sử dụng. Người dân cho biết, ở đây, dù mỗi hộ đều có đồng hồ điện riêng, mỗi tháng bình quân một hộ gia đình sử dụng khoảng 50 kW điện, nhưng luôn phải đóng với chi phí rất cao, gần 2.000 đồng một kW điện. Ngoài ra, còn phải đóng tiền phí hao hụt được tính ở đồng hồ tổng cao hơn 2-3 lần so với kWh điện sử dụng do đường dây truyền tải xa thất thoát. Cụ thể, trong tháng 4 năm 2016, giới báo tiền điện ghi 1.812 kW. Trong khi đó, thì tổng số các đồng hồ của các hộ dân xài chỉ có 798 kW, trên lệch 1.022 kW. Hàng tháng, các hộ gia đình ở đây phải đóng tiền điện rất cao. Nhưng trái lại, điện thì chập chờn không ổn định. Thời điểm từ 18 giờ chiều cho đến 21 giờ đêm, lúc nào bóng đèn cũng lờ mờ, TV không mở được do nhiều hộ sử dụng cùng lúc nên điện rất yếu giá điện cao mà không sáng, không an toàn nên gần đây thì gia đình chị Quỳnh Thị Chính vẫn chọn giải pháp là dùng đèn bình ắc quy vừa rẻ mà lại an toàn. Chị Quỳnh Thị Chính ở ấp Hương Thành, xã Hương Thành, huyện Tân Hưng phát biểu. đó xài điện bên ấp bên kia kéo qua cái xài mà giờ kéo qua yếu quá có khi có khi không rồi tôi cắt nay 3, bốn năm rồi người đóng tiền điện nhiều quá thôi tôi không xài nữa thì giờ xài đèn bình gì nè không những không có điện nước sạch cũng không hàng ngày bà con vẫn sử dụng nguồn nước từ tuyến kênh trước cửa nhà và nguồn nước này cũng là cả sự sống cho hàng chục hộ dân nơi đây dù biết nguồn nước rất ô nhiễm nhưng đành phải chấp nhận lấy nguồn nước này lóng trong để nấu ăn uống tắm giặt Mặt khác, một vấn đề nữa mà bà con nơi đây bức xúc là con đường độc đạo dẫn vào khu dân cư này phải qua một cây cầu cây. Trước đây thì nhân dân cũng đóng góp tiền xây dựng, nhưng qua nhiều lần sửa chữa cho thời gian dài sử dụng, hiện thì đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, nhất là các em học sinh đi học qua đây hàng ngày. Ông Nguyễn Văn Quế ở ấp Hương Thành, xã Hương Thành, huyện Tân Hương nói. Bây giờ mấy chục hộ dân bây giờ xài cái đường kinh này nó nó nước nó nước anh thấy vậy đó. Lục bình nó thì đầy, rồi thuốc từ sâu của bà con người ta xài rồi cũng như dục tràn lan rồi rất nó, nó ô nhiễm nó trôi nhưng mà ở đây thì nói thật với anh là cũng như bà con mấy chục hộ dân ở đây yêu cầu là 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 các ngành có liên quan là nên quan tâm là là kéo cho nước sạch cho bà con người ta xài là nó đỡ vệ sinh môi trường rồi với cái dịch bệnh đó, nó cũng đỡ bà con bây giờ ở đường này bây giờ tôi hỏi anh bây giờ là học sinh rồi nó ra vô đi học mà anh thấy ví dụ như cái cầu vô là rất nguy hiểm mà cái nó gây tai nạn giao thông bất cứ lúc nào nên thành ra tôi cũng kiến nghị về cái cái các cấp của chính quyền đó. bây giờ sao nên quan tâm giờ là liên quan đến vấn đề trên ông Mai Giang Cảm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Thành cho biết trước những bức xúc của gần 30 hộ dân ở ấp Hưng Thành chính quyền xã cũng đã có đề nghị về cấp trên cũng như là các cơ quan chuyên môn để thực hiện trong thời gian tới thì xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn sớm tiến hành thi công các công trình này ông Mai Giang Cảm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Thành huyện Tân Hưng cho biết thêm Chính quyền địa phương đã làm việc với chi nhánh điện lực Tân Hưng đã cho khảo sát vào năm 2016 và từ nay đến cuối năm 2016 thì chính quyền địa phương sẽ đôn đốc rồi liên hệ với chi nhánh điện lực Tân Hưng sẽ xây dựng hoàn thành cái 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 lưới điện để phục vụ cho bà con khu vực Cẩm Hưng Thành cái phần nước sạch đó thì xã cũng đã liên hệ với công ty công trình quản lý đô thị thì sẽ nối từ tuyến ống từ đường Tân Hưng Hưng Điền để vào phục vụ nước cho bà con và phần cây cầu thì chúng tôi đã hợp dân thống nhất đầu tư cầu ngay khu vực đó thì không hiệu quả cho nên các hộ dân đã thống nhất 100 phần trăm là đắp đập vừa để phục vụ được bơm điện cho bà con vừa tạo cái đường giao thông đi lại thuận tiện cho bà con để vận chuyển nông sản trong cái dịp thu hoạch lúa với những động thái tích cực của chính quyền cơ sở xã Hương Thạnh các ngành chức năng sẽ sớm vào cuộc. Tin rằng một ngày không xa, những bức xúc của gần 30 hộ dân ở ấp Hưng Thành, xã Hưng Thành sẽ sớm được giải quyết, ổn định cuộc sống. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới, chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 và rất bài bản chặt chẽ. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp chiều ngày 25 tháng 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 do Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày nêu rõ. Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, tổng kết nhiệm kỳ khóa 13, xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội và nhân sự cấp cao của nhà nước. Sau 19 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã thành công tốt đẹp hoàn thành chương trình đề ra, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Kỳ họp đánh dấu sự tham gia tích cực, đóng góp nhiều ý kiến tâm quyết của các đơn vị đại biểu quốc hội, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan liên quan, sự quan tâm, theo dõi, giám sát và chia sẻ của đông đảo cử tri, nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế, sự tham gia đưa tin kịp thời đầy đủ chính xác của các cơ quan thông tấn, báo chí. Dự thảo báo cáo nhận định, về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, Tổng thư ký Quốc hội đề xuất dự kiến Quốc hội làm việc khoảng 15 ngày và một ngày dự phòng, trong đó có một ngày thứ Bảy. Phiên khai mạc tiến hành vào sáng thứ Tư ngày 20 tháng 7 2016 và phiên bế mạc dự kiến vào thứ Ba ngày 9 tháng 8 2016. Phiên trụ bị dự kiến tiến hành vào chiều thứ Ba ngày 19 tháng 7 2016. Ấn Độ và Pháp vừa phát động một chương trình đầy tiềm năng trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ để giúp cho các nước đang phát triển khai thác đầy đủ nguồn năng lượng mặt trời của mình để đối phó với thách thức lớn nhất mà nhân loại từng phải đối mặt. Theo Business Standard, tại cuộc họp ở trụ sở Liên Hiệp Quốc của Liên minh Năng lượng Mặt trời Quốc tế. Với sự tham dự của đại diện đến từ hơn 25 nước, Bộ trưởng phụ trách về điện than và năng lượng tái tạo của Ấn Độ, Piyush Goyal và Bộ trưởng Môi trường Pháp Soke Lene Royan tuyên bố chương trình này nhằm hỗ trợ cho các thành viên của ISA. Bên cạnh đó, hai bộ trưởng còn phát động một chương trình thứ hai nhằm mang công nghệ năng lượng mặt trời đến với người dân nông thôn. Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị.